Chiều nay, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi. Đa số các đại biểu đều cho rằng trong những năm gần đây, tính chất của các vụ bạo lực gia đình ngày càng phức tạp hơn. Trong đó, các vụ bạo hành trẻ em được thực hiện bởi chính những người thân trong gia đình được đánh giá là ngày càng trầm trọng khi tăng cả về số vụ và mức độ nghiêm trọng. Chính vì vậy, các đại biểu đều cho rằng sự cấp thiết của việc ban hành luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi trong kỳ họp lần này. Mời đại biểu Nguyễn Thị Thủy góp ý thẳng thắn và dự thảo luật về vấn đề phòng chống bạo hành trẻ em trong môi trường gia đình. Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Cạn Nguyễn Thị Thủy cho rằng, nhiều vụ bạo hành trẻ em xảy ra trong gia đình thiếu hoàn thiện, cha mẹ ly hôn, ly thân, các em bị bạo hành bởi cha dượng, mẹ kế, chồng hờ, vợ hờ của bố hoặc mẹ. Nhiều em đã phải chịu những nỗi đau chằng chịt cả về thể xác lẫn tâm hồn. Thương tâm hơn khi nhiều em vì bạo hành mà mất đi cuộc sống. Chính vì vậy, dự thảo luật cần rà soát những lỗ hổng của pháp luật để bảo vệ trẻ em một cách tốt nhất trong những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt. Tại điều 33 dự thảo luật quy định, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã có quyền ra lệnh áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc trong trường hợp bạo lực với người lớn. Còn trường hợp bạo lực với trẻ em thì áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc theo luật trẻ em. Qua rà soát luật trẻ em thấy rằng trong luật trẻ em không có biện pháp cấm tiếp xúc. Tuy nhiên trong luật trẻ em thì có biện pháp tạm thời cách ly trẻ khỏi gia đình. Và điều kiện để được áp dụng biện pháp này thì luật trẻ em quy định là chỉ trong trường hợp trẻ em bị bạo hành bởi chính cha mẹ hoặc là người chăm sóc trẻ. Và trong luật trẻ em cũng định nghĩa rất rõ là người chăm sóc trẻ bao gồm 3 trường hợp. Một là người giám hộ, hai là người được giao chăm sóc thay thế và ba là người được giao trách nhiệm phối hợp cùng với cha mẹ chăm sóc trẻ. Và như vậy là đối chiếu với những trường hợp bạo hành trẻ em trong thời gian vừa qua do các đối tượng là chồng hờ, vợ hờ của cha mẹ gây ra thì nó vừa không thuộc trường hợp được áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc theo dự thảo luật phòng chống bạo lực gia đình và cũng vừa không được áp dụng biện pháp là tạm thời cách ly trẻ theo luật trẻ em. Và tôi cho rằng là đây là một cái khoảng trống của pháp luật cần phải rà soát để bổ sung ngay trong luật này để kịp thời bảo vệ trẻ em. Việc bạo hành con riêng xảy ra thời gian gần đây rất thương tâm, đã có trường hợp trẻ bị bạo hành dẫn tới tử vong, gây bức xúc dư luận. Và nếu không quy định hành vi bạo lực gia đình áp dụng đối với các đối tượng, người đã ly hôn, người chung sống với nhau như vợ chồng, người đã từng có quan hệ chăm sóc nuôi dưỡng, chắc chắn sẽ bỏ lọt đối tượng gây ra hành vi bạo lực gia đình. Nhiều đại biểu cũng chỉ ra những điểm chưa phù hợp trong một số quy định của dự thảo luật về xác định các hành vi bạo lực gia đình. Căn cứ vào đâu để xác định có khả năng phải thực hiện nghĩa vụ đóng góp tài chính mà không đóng góp là một hành vi bạo lực gia đình? Ngay chính bản thân tôi khi đọc điều khoản này không đóng góp tài chính, tôi không hiểu được là căn cứ lý do nào, cơ chế nào xác định không đóng góp tài chính là một hành vi bạo lực. Hành vi này có áp dụng đối với tất cả các thành viên trong gia đình hay không? Hay chỉ áp dụng giữa vợ và chồng, giữa cha và mẹ? Tôi nghĩ rằng luật cần phải quy định cụ thể hóa một cách rõ ràng, đầy đủ hơn. Bây giờ vợ chồng đã ly hôn rồi mà bắt buộc là phải chăm sóc cha mẹ, anh chị em ruột của cha mẹ người đã ly hôn. Tôi nghĩ là nó rất là không hợp lý. Đã ly hôn rồi mà bắt buộc cái gì kỳ cục vậy? Tôi nói cho rằng như vậy là nó sẽ không tổ chức thực hiện được, nó không phù hợp. Một trong những quy định được thảo luận sôi nổi đó là vai trò của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã trong việc tiếp nhận tin báo tố giác về bạo lực gia đình để từ đó có những phản ứng kịp thời để bảo vệ người bị bạo lực gia đình, đặc biệt nạn nhân là trẻ em.